Hiệp Ninh là phường đô thị văn minh, diện tích đất sản xuất nông nghiệp đã thu hẹp. Sản xuất nông nghiệp manh mún, đa số người dân sinh sống bằng nghề sản xuất kinh doanh, gia công hàng hóa như nghề còi nhôm, sản xuất nem chai, trồng rau màu theo hướng Việt Gáp. Ban Thường vụ Hội Nông dân phường Hiệp Ninh theo tiêu chí đô thị văn minh, thực hiện hạn chế lĩnh vực chăn nuôi, chuyển sang trồng trọt, góp phần xây dựng phường đô thị văn minh, chuyển hướng sang trồng trọt. Trong đó, ưu tiên bảo tồn và phát triển làng nghề trồng mai vàng ở đây. Đến nay, đã có nhiều hộ bám nghề trồng mai qua hàng chục năm. Dù có ảnh hưởng thời tiết, có năm mai vàng nở hoa sớm, nhưng các hộ này luôn tìm cách khắc chế thiệt hại, luôn có đầu ra ổn định. Làng mai vàng Hiệp Ninh tuy ra đời muộn hơn làng kiển nơi khác, nhưng các nghệ nhân ở đây hầu hết là hội viên Hội Nông dân phường Hiệp Ninh, đang ưu tiên lĩnh vực nhân giống và tạo hình cho loại mai vàng là chủ yếu. Tại phường Hiệp Ninh, năm 2010, câu lạc bộ sinh vật cảnh phường Hiệp Ninh được thành lập, có 18 hội viên, hầu hết là hội viên nông dân. Câu lạc bộ này cũng là thành viên của Hội sinh vật cảnh thành phố Tây Ninh. Đơn vị này luôn đồng hành cùng Hội Nông dân các cấp, nên các thành viên trong câu lạc bộ luôn cập nhật sớm các thông tin mới trong lĩnh vực trồng trọt nói chung, trồng hoa kiện nói riêng. Do hai bên cùng phối hợp hoạt động, hội viên có thêm điều kiện chia sẻ những điều trong cuộc sống. Một số thành viên của câu lạc bộ sinh vật cảnh được Hội Nông dân các cấp tạo điều kiện gia giống ưu đãi, mua thêm hoa kiện giống, mở rộng quy mô trồng và kinh doanh hoa kiện, góp phần bảo tồn làng nghề hoa kiện ở địa phương. Những nội dung này sẽ có trong chương trình Nông nghiệp Tây Ninh phát sóng lúc 6 giờ 50 phút thứ ba, ngày 30 tháng 1 năm 2024 trên kênh TTV11 và trên các hạ tần số YouTube, fanpage và website chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh.